Bản tin thời sự quốc tế tối ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự quốc tế. Chương trình hôm nay ngày mùng 4 tháng 7 năm 2023 sẽ có các thông tin đáng chú ý như sau. Nga tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu gần 600 binh sĩ Ukraine. Nga khiến bao thông minh của Mỹ liêu siêu ở Ukraine. NATO cảnh báo không đánh giá thấp năng lực quân sự của Nga. Mỹ nhắn nhủ Ukraine sau khi tung gói viện trợ mới Wagner tiếp tục tuyển quân tham chiến ở Ukraine. Tổng thống Nga khẳng định chủ trương tăng cường hợp tác trong SCO. Biểu tình bạo loạn tại Pháp có dấu hiệu tạm lắng. Nhà ngoại giao Trung Quốc nhắc nhở Nhật Hàn chớ thân Mỹ. Sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Nga tuyên bố loại khỏi vòng chiến đấu gần 600 binh sĩ Ukraine. Báo cáo mới nhất của Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong ngày 3 tháng 7, lực lượng vũ trang Ukraine tiếp tục thực hiện chiến dịch tấn công ở các mặt trận Donetsk, Krasno, Limansky và Nam Donetsk. Trên hướng Donetsk, nhóm quân phía Nam đã đẩy lùi thành công 9 cuộc tấn công của Ukraine vào các khu định cư Zolotarevska ở Lugansk, Vodin, Veromaiskoy và Kretschivska thuộc Donetsk. Có tới 260 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu, một xe tăng, ba phương tiện chiến đấu bóc thép, năm xe bán tải, một pháo tự hành M109 Paladin do Mỹ sản xuất và một pháo tự hành Goriska đã bị phá hủy. Theo hướng Krasnoliman, trong các khu định cư Toskoy, Zampolovska ở Donetsk và Makivska tại Lugansk, bốn cuộc tấn công của Ukraine đã bị đẩy lùi bởi nhóm lực lượng trung tâm của Nga. Trong ngày, hơn 90 quân nhân Ukraine đã tử trận, ba phương tiện chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải, một pháo tự hành Goritska và một pháo D-30 đã bị phá hủy. Ở hướng nam Donetsk, nhóm lực lượng Vostok, được sự yểm trợ của không quân và pháo binh, đã đẩy lùi ba cuộc tấn công của Ukraine ở các khu định cư Ninkonskoye, Uronkanoi và Makarovska thuộc Donetsk tại các khu định cư Rabotino vùng Zaporizhia và Urohainoi ở Donetsk, hỏa lực Nga đã tấn công những điểm tập trung binh sĩ và thiết bị của Ukraine gây tổn thất. Tổn thất của Ukraine lên tới 190 quân nhân tử thương, 2 xe tăng, 7 phương tiện chiến đấu bọc thép, bao gồm cả xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley do Mỹ sản xuất, 4 phương tiện cơ giới, 2 pháo M777 do Mỹ sản xuất, 2 pháo m -B cũng như lượng pháo D-20 và D-30 đã bị phá hủy. Ngoài ra, tại các khu định cư Upenovska, Malokatetinovka và Orykov, vùng Zaporozhia, ba kho tên lửa, đạn pháo và đạn dược của các lữ đoàn 23, 65 và 128 Ukraine đã bị phá hủy. Theo hướng Kupian, nhóm quân Nga đã ngăn chặn các đơn vị Ukraine trong khu vực Atemovska ở Lugansk, Novolin, Kolyadovska, Krasnoypevoy và Sinkovska thuộc vùng Kharkov. Trong ngày, 20 quân nhân Ukraine, hai phương tiện chiến đấu bọc thép, hai xe bán tải và một pháo D-30 đã bị hạ và phá hủy. Theo hướng Khắc Sơn, tới 30 quân nhân Ukraine bị loại khỏi vòng chiến đấu, 7 phương tiện cơ giới và hai khẩu pháo m đã bị phá hủy. Trong ngày 3 tháng 7, Nga đã phá hủy 82 khẩu pháo của Ukraine tại các vị trí khai hỏa, cùng nhiều binh sĩ và thiết bị quân sự ở 118 khu vực. Sở chỉ huy của lữ đoàn cơ giới 28 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị tấn công gần khu định cư Dyliska ở Donetsk. phòng không nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu Su-27 của không quân Ukraine tại khu vực làm Kamenka, vùng Kherson. Ngoài ra, ba tên lửa HIMARS cũng đã bị đánh chặn. Tổng cộng kể từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, nga đã phá hủy của Ukraine 446 máy bay, 240 trực thăng, 4.873 UAV, 426 hệ thống tên lửa phòng không. 10.490 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.134 pháo phản lực phóng loạt, 5.313 khẩu pháo cối, cũng như 11.385 xe quân sự đặc trùng. Nga khiến bom thông minh của Mỹ liêu siêu ở Ukraine Hệ thống gây nhiễu của Nga đang hoạt động hiệu quả đến mức Ukraine cũng như Mỹ và các thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO không thể đảm bảo các loại bom tấn công trực diện phối hợp đàm và những khí tài thông minh khác sẽ bắn chúng hiệu quả. Đó là kết luận trong phân tích của Viện Dịch vụ Hoàng gia Anh (RUSI). Gây nhiễu không khiến Zidam ngừng hoạt động nhưng ảnh hưởng đến độ chính xác. Nhà nghiên cứu Thomas Willington của RUSI viết trong kết luận. Dù việc cập nhật tính năng chống nhiễu cho Zidam có thể giảm bớt ảnh hưởng, nhưng các hệ thống tác chiến điện tử của Nga có thể chặn tín hiệu GPS từ vệ tinh. Cảnh báo được đưa ra sau khi các tài liệu của Lầu Năm Góc dò dỉ hồi tháng 4 cho thấy những lo ngại về tình trạng các khí tải dẫn đường của Mỹ bị giảm độ chính xác vì Nga gây nhiễu, ảnh hưởng đến Zidam và hệ thống pháo HIMARS. Tác động lên Zidam nghiêm trọng hơn cả vì đây là loại bom dẫn đường thông minh đơn giản và chi phí thấp, bằng cách gắn vây và hệ thống dẫn đường GPS vào các loại bom đần giá rẻ thế hệ cũ, Ukraine có thể tạo ra những khí tài dẫn đường tầm xa với chi phí thấp những loại bom di nâng cấp mà Ukraine tiếp nhận được nói là có tầm xa hơn 80 km giúp máy phóng khí tài này giữ khoảng cách an toàn với hệ thống phòng không của Nga. Bom gắn GPS ban đầu khiến Ukraine hy vọng sẽ bù đắp lại bất lợi của họ khi Nga chiếm ưu thế về lực lượng và khí tài. Còn HIMARS thì đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch phản công hạn chế của Ukraine vào mùa hè năm ngoái, giúp Kiev tấn công các sở chỉ huy và hệ thống tiếp tế của Nga Việc Nga phát triển năng lực đối phó không phải là điều đáng ngạc nhiên. Mọi loại khí tài đều giảm hiệu quả khi đối phương tìm cách thích nghi. Quân đội Nga cũng tập trung nhiều nỗ lực để phát triển các hệ thống tác chiến điện tử. Đặc biệt, Wilton nhấn mạnh đến R-330ZH 10 một hệ thống gây nhiễu đặc biệt đặt trên xe tải chuyên để phá tín hiệu GPS và vệ tinh trong giải sóng từ 100MHz đến 2GHz. Tín hiệu từ các vệ tinh GPS của Mỹ mà ZDAM sử dụng được truyền giải sóng từ 1.164 GHz đến 1.575 GHz, hoàn toàn nằm trong tầm hoạt động của R330ZH, Wellington cho biết. Wellington nói rằng ông đã xem các loại tín hiệu chính thức cho biết tầm bao phủ của R330ZH nhiễu mạnh 10 kW. Cường độ như vậy thì mạnh hơn nhiều so với tín hiệu GPS từ không gian. Hơn nữa, thiết bị tiếp nhận GPS càng gần R330ZH thì càng bị nhiễu, Wellington cho biết. Những nỗ lực của Nga nhằm phá tín hiệu GPS là một phần trong hoạt động cản trở cả tín hiệu radio và máy bay không người lái của Ukraine. Các lực lượng Nga hiện nay cứ mỗi km tiền tuyến lại đặt một hệ thống tác chiến điện tử lớn. Nghiên cứu gần đây của Russi về các chiến thuật của Nga cho biết, hệ thống gây nhiễu này góp phần khiến tỷ lệ thất bại của máy bay không người lái Ukraine có thể lên đến hơn 10.000 chiếc mỗi tháng, Rusi ước tính. Theo báo cáo của Rusi, lực lượng tác chiến điện tử của Nga cũng hoạt động hiệu quả trong ngăn chặn và giải mã tín hiệu radio của Ukraine. Trong một trường hợp, họ thu và giải mã được tín hiệu radio mã hóa từ quân đội Ukraine về một vụ cháy trong thời gian thực, giúp các chỉ huy Nga gửi tín hiệu cảnh báo sớm đến lực lượng của họ. Tuy nhiên, tác chiến điện tử của Nga cũng có hạn chế. Việc phát ra các chùm tín hiệu gây nhiễu sẽ làm lộ vị trí của thiết bị gây nhiễu và có vẻ Ukraine đã tìm thấy và phá hủy một hệ thống như vậy của Nga. Chớ trêu là việc chặn sóng bằng các chùm gây nhiễu mạnh cũng làm gián đoạn liên lạc radio và GPS của Nga. Hệ thống tín hiệu vệ tinh GLONASS của Nga truyền tín hiệu tương tự GPS có bằng chứng cho thấy quân đội Nga gặp rắc rối với hệ thống của chính họ, Wellington viết. Bị gây nhiễu không khiến Zidane hoàn toàn trở thành đồ bào đi. Tác chiến điện tử giống như chơi cờ, trên đó mỗi bước đi đều dẫn đến phản công. Theo Wellington, các kỹ sư Mỹ có thể phải nghĩ lại về cách bảo vệ Zidane trong những cuộc chiến tương lai dựa trên bài học từ cuộc xung đột hôm nay. NATO cảnh báo không đánh giá thấp năng lực quân sự của Nga Quan chức NATO cảnh báo không đánh giá thấp năng lực quân sự của Nga dù Moscow đang huy động lượng lớn binh sĩ và khí tải từ chiến dịch quân sự ở Ukraine. Politico ngày 3 tháng 7 dẫn lời Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO Rob Bauer cho biết, dù Nga triển khai phần lớn lực lượng trên bộ tới tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng khả năng tác chiến của Nga vẫn rất đáng gờm nên NATO cần cẩn trọng trong việc xây dựng kế hoạch quân sự mới. Các kế hoạch quân sự của NATO cần xây dựng dựa trên tình trạng của quân đội Nga trước khi họ mở chiến dịch tại Ukraine, chứ không phải là tình hình hiện nay, ông Bauer nói. Chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp người Nga và khả năng phục hồi của họ, như họ đã thể hiện trong lịch sử vài lần. Theo ông Bauer, Nga sẽ rút ra nhiều kinh nghiệm từ tình hình chiến sự ở Ukraine. Quan chức NATO cũng đánh giá Nga còn rất, rất có năng lực trong hoạt động tác chiến trên biển, trên không, trong không gian, bên cạnh năng lực hạt nhân. Phát biểu của quan chức NATO được đưa ra trước thềm cuộc họp thượng đỉnh của khối quân sự tại Vilnius, Litva, nơi lãnh đạo các nước thành viên ký kết các kế hoạch quân sự được mô tả là mang tính lịch sử trong bối cảnh chiến sự Ukraine vẫn diễn ra ác liệt. Khi được hỏi về cuộc phản công của Ukraine, ông Bauer nhận định Kiev đang có lợi thế nhờ khí tải phương Tây, binh sĩ được huấn luyện tốt và tinh thần chiến đấu cao. Tuy nhiên, vượt qua những phòng tuyến của Nga không phải là điều dễ dàng, quan chức NATO nói Mỹ nhắn nhủ Ukraine sau khi tung gói viện trợ mới. Sau khi Mỹ phân bổ gói viện trợ mới hơn 500 triệu USD cho Kiev, đã thúc giục quân đội Ukraine phản công nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Lầu năm góc hôm 28 tháng 6 thông báo Hoa Kỳ sẽ cung cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 500 triệu USD cho Ukraine, trong đó đặc biệt quan trọng là đạn dược dành cho các hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS M142 và tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa Patriot. Theo dữ liệu của cơ quan quân sự Hoa Kỳ, đợt viện trợ này bao gồm các loại khí tài then chốt cần thiết để hỗ trợ chiến dịch phản công, tăng cường khả năng phòng không của Ukraine cũng như các phương tiện bọc thép, khí tài chống tăng và đạn dược bổ sung. Theo thông báo của Lầu Năm Góc, gói viện trợ mới của Hoa Kỳ dành giúp đỡ quân đội Ukraine còn bao gồm 30 xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley, 25 xe bọc thép chở quân Stryker, đạn pháo và phụ tùng thay thế, Ngoài ra, Hoa Kỳ dự định cung cấp cho Kiev đạn tên lửa chống tăng Javelin, đạn dược hàng không và đạn pháo, khí tài xạ kích, thiết bị ảnh nhiệt và tổ hợp nhìn đêm, cũng như phụ tùng dự trữ để thay thế. Trước đó vào hồi tháng 5, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng công bố các gói viện trợ trị giá hơn 1,5 tỷ USD để quân đội Ukraine chuẩn bị cho cuộc phản công vào các khu vực mà Nga đang kiểm soát ở phía đông và nam Ukraine. Theo tờ New York Times của Mỹ, mặc dù các gói viện trợ mới liên tiếp được công bố, nhưng việc thông qua chúng ngày càng trở nên khó khăn bởi sự đồng thuận của Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ về viện trợ cho Ukraine trên bờ vực chia rẽ. Theo New York Times, trong bối cảnh cần phải cắt giảm chi tiêu cho các lĩnh vực khác do khối lượng nợ công tăng phi mã, sự đồng thuận của lưỡng đảng trong Quốc hội Mỹ cho việc cung cấp những khoản tiền khổng lồ để hỗ trợ nỗ lực của Ukraine đang bắt đầu giãn nứt Tờ báo Mỹ lưu ý rằng các đại diện cánh hữu của Đảng Cộng Hòa đang tăng cường nỗ lực nhằm hạn chế hoặc thậm chí ngăn chặn kế hoạch cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Lập trường của họ đang được củng cố trong bối cảnh tài trợ cho các chương trình giáo dục, nhà ở và thực phẩm bị cắt giảm, trong khi ngược lại, tài trợ quân sự đang tăng lên. Sự chia rẽ này càng trở nên trầm trọng hơn bởi thỏa thuận trần nợ khiến cho các đảng viên Cộng Hòa cực hữu tức giận. Trong bối cảnh đó, giới chính khách phương Tây đang bắt đầu sốt ruột bởi tiến độ phản công quá chậm chạp của chính quyền Kiev. Khi đã gần 3 tuần trôi qua mà quân đội Ukraine dường như không giành được thắng lợi nào, có tiếng vang nho nhỏ, chứ đừng nói là có thể xoay chuyển cục diện chiến trường. Tờ Politico của Mỹ hôm 27 tháng 6 cho biết rằng Hoa Kỳ và châu Âu không thích việc quân đội Ukraine quá thận trọng trên tiền tuyến trong cuộc phản công khi họ nêu lý do chỉ hoãn cuộc tấn công là do chờ đợi thời tiết tốt hoặc là các yếu tố thuận lợi khác rồi mới tấn công vào các vị trí của nga do đó mỹ và một số quốc gia châu âu trong nhiều tuần qua đã thúc giục ukraine hành động nhanh hơn cứng rắn và mạnh mẽ hơn trên tiền tuyến nếu càng chậm trễ quân đội nga càng có thêm thời gian để tăng cường binh lực củng cố thế trận phòng thủ vững chắc hơn ngược lại các quan chức kiev cho biết lập luận không có sự chậm trễ cố ý nào từ phía lực lượng vũ trang ukraine Họ cũng muốn tấn công nhanh hơn, nhưng các bãi mìn dày đặc, thời tiết xấu và sự vượt trội về hỏa lực của máy bay Nga đã cản trở bước tiến của các mũi tấn công. Các nhà phân tích từ lâu cảnh báo, mặc dù quân đội Ukraine được đào tạo ở các nước NATO và nhận nhiều khí tài phương Tây, nhưng điều đó không có nghĩa là trình độ chiến đấu của họ có thể nhanh chóng ngang bằng với lực lượng của các nước NATO kỳ cựu Tờ báo Mỹ nêu thực tế là quân đội Ukraine vẫn đang theo đuổi chiến lược tấn công tiêu hao, bất chấp các cuộc tập trận gần đây, họ đã được tiếp cận và thực hành các hoạt động phối hợp tấn công giữa các loại khí tài, phương thức tác chiến cơ động và thao luyện pháo kích chính xác tầm xa. Wagner tiếp tục tuyển quân tham chiến ở Ukraine. Tập đoàn quân sự Wagner đang tiếp tục tuyển quân cho cuộc chiến ở Ukraine, hành động mâu thuẫn với các điều khoản trong thỏa thuận hòa giải với Điện Kremlin. Ngày 3 tháng 7, theo tờ Financial Times đưa tin, ông chủ tập đoàn lính đánh thuê Wagner Jackani Prigozhin kêu gọi công chúng Nga ủng hộ lực lượng này. Thông tin trên Telegram, ông Prigozhin nói, Chúng tôi cần sự hỗ trợ của các bạn hơn bao giờ hết, đồng thời cảm ơn những người ủng hộ Wagner ở Nga. Cùng ngày, dựa trên quảng cáo của Wagner trên kênh Telegram, có thể thấy lực lượng này đang tích cực tuyển mộ tân binh để đào tạo ở vùng Krasnodar, phía nam nước Nga. Động thái này đi ngược với thỏa thuận hòa giải mà Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố. Cụ thể, các chiến binh Wagner có ba lựa chọn sau khi kết thúc nổi loạn cuối tháng 6. Một là ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga, hai là về nước, và cuối cùng là theo Rigozin, sống lưu vong ở Belarus. Theo báo Financial Times, khi liên lạc vào đường dây nóng của Wagner trong ngày 3 tháng 7, một nhà tuyển dụng cho biết hiện đang có nhiều cơ hội việc làm khác nhau, bao gồm hoạt động trong đơn vị có uy tín và chiến đấu trong khu vực, có chiến dịch quân sự đặc biệt. Công tác đào tạo sẽ kéo dài trong 3 tuần tại làng Mokino ở miền nam nước Nga. Nhà tuyển dụng của Wagner nói thêm rằng những người muốn gia nhập lực lượng cần phải xóa tất cả các tài khoản mạng xã hội vì quá trình tuyển dụng đã phức tạp hơn trước. Khi được hỏi bước tiếp theo là gì, nhà tuyển dụng này cho biết không hề có sự gián đoạn nào sau vụ nổi loạn ở Nga. Người này nói thêm tân binh sẽ ký hợp đồng với Wagner chứ không phải là Bộ Quốc phòng Nga. Báo Financial Times cho rằng, Trung Quốcner Vygovin đã cẩn thận không thách thức Điện Kremlin trong thông điệp ngày 3 tháng 7, đồng thời tiếp tục giữ bí mật về tung tích của bản thân. Điện Kremlin vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến thông báo tuyển quân của Wagner. Tuần trước, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận Trung Quốcner đã tới nước này dựa trên thỏa thuận mà ông làm trung gian. Trong một bài phát biểu trước các tướng lĩnh vào ngày 27 tháng 6, ông Lukashenko cho biết đã dành một căn cứ bỏ hoang cho Wagner dựng trại. Vào tối 3 tháng 7, một kênh Telegram thân cận với Wagner đã công bố một số bức ảnh về việc xây dựng cơ sở của Wagner ở Oksivovici, một thị trấn cách thủ đô Minsk của Belarus khoảng 100 km về phía đông nam. Có thể thấy một số dãy lều quân sự với giường tầng bằng gỗ trong bức ảnh. Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bằng chứng nào hoặc là báo cáo nào về việc Wagner đưa quân tới Belarus. Tổng thống Nga khẳng định chủ trương tăng cường hợp tác trong SCO. Ngày 4 tháng 7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO diễn ra dưới hình thức trực tuyến, dưới sự chủ trì của Ấn Độ, nước giữ vai trò Chủ tịch Luân phiên SCO năm 2023. Tổng thống Nga nhấn mạnh SCO theo đuổi việc hình thành trật tự thế giới công bằng, đa cực dựa trên luật pháp quốc tế, Dựa trên các nguyên tắc được công nhận rộng rãi về hợp tác, tôn trọng lẫn nhau của các quốc gia có chủ quyền với vai trò trung tâm và điều phối của Liên hợp quốc. Ông Putin cho biết, ưu tiên của SCO là tiếp tục hoạt động chống khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, cực đoan tôn giáo và tội phạm khác. Tổng thống Putin cho rằng, hoạt động thực tế của SCO dựa trên cơ sở xây dựng và tổ chức đóng vai trò ngày càng tăng trong các vấn đề quốc tế và góp phần thực chất vào duy trì hòa bình và ổn định bảo đảm phát triển kinh tế của các nước thành viên và củng cố quan hệ quốc tế. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, nước này tích cực tham gia thực hiện lộ trình SCO về chuyển sang sử dụng đồng nội tệ trong thương mại giữa các nước và cho rằng cần tiếp tục phối hợp loại bỏ rào cản, xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán cần thiết, thiết lập hệ thống tài chính độc lập Nga chủ trương tăng cường hợp tác giữa các nước thành viên SCO trong các lĩnh vực đầu tư, tài chính ngân hàng, công nghiệp, năng lượng, giao thông, logistics, nông nghiệp, viễn thông, số hóa và công nghệ cao. Theo ông Putin, Nga đang gia tăng sử dụng nội tệ trong hoạt động giao thương. Hơn 80% thương mại giữa Nga và Trung Quốc thực hiện qua đồng rút của Nga và đồng nhân dân tệ của Trung Quốc. Tỷ lệ đồng rút trong thanh toán xuất khẩu của Nga với các nước SCO năm 2022 đạt hơn 40%. Kim ngạch thương mại giữa Nga và các nước SCO năm 2022 tăng 37%, đạt 263 tỷ USD và trong 4 tháng đầu năm 2023 tăng 35%. Nga dự kiến tiếp tục phát triển quan hệ với các nước SCO. Trong bài phát biểu của ông Putin, cảnh báo việc tích tụ nợ không kiểm soát của các nước phát triển làm tăng nguy cơ khủng hoảng toàn cầu và tăng khả năng xung đột trên thế giới. Theo đó, mâu thuẫn địa chính trị trở nên gay gắt hơn, hệ thống an ninh quốc tế tiếp tục suy yếu, nguy cơ xảy ra khủng hoảng kinh tế tài chính toàn cầu gia tăng, kèm theo đó là sự phân hóa xã hội và gia tăng nghèo đói trên thế giới, an ninh lương thực và sinh thái suy yếu. Tất cả những vấn đề đó đã làm gia tăng nguy cơ xung đột và hiện Nga đang trải qua điều đó đối với chính mình. Đề cập đến tình hình Afghanistan, tổng thống Putin cho biết tình hình ở đây vẫn căng thẳng và là một trong những vấn đề trọng tâm của SCO nhà lãnh đạo nga cũng cảm ơn sự ủng hộ của các nước thành viên sco đối với hành động của chính quyền nga trong thời gian diễn ra cuộc nổi loạn vũ trang vừa qua ông khẳng định nhân dân nga đoàn kết hơn bao giờ hết người dân nga tập hợp thành mặt trận thống nhất chống lại âm mưu bạo loạn vũ trang ông putin cũng nêu rõ nước nga đang phải chống trả cuộc chiến kết hợp với các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp quy mô chưa từng có và nước này đã và sẽ tự tin chống lại áp lực trừng phạt và khiêu khích từ bên ngoài SCO được thành lập vào năm 2001 và hiện có 8 thành viên, Trung Quốc, Nga, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Uzbekistan, Ấn Độ và Pakistan. Biểu tình bạo loạn tại Pháp có dấu hiệu tạm lắng Ngày 4 tháng 7, Bộ Nội vụ Pháp cho biết các cuộc biểu tình bạo loạn diễn ra tại nhiều thành phố của nước này trong 24 giờ qua đã giảm một nửa. Theo thống kê sơ bộ của Bộ Nội vụ Pháp, Đêm mùng 3 tháng 7, cảnh sát đã bắt giữ thêm 72 đối tượng, trong đó có 24 đối tượng bị bắt giữ tại khu vực nội thành và xung quanh thủ đô Paris. Cũng theo cơ quan này, các đối tượng bạo loạn đã phóng hỏa và gây hư hại 24 tòa nhà, đốt phá 159 phương tiện và gây ra 202 đám cháy tại các khu vực công cộng khác trong đêm. Những đối tượng quá khích cũng tấn công vào 4 văn phòng và trụ sở của lực lượng an ninh. Tương tự như hai đêm trước đó, nhà chức trách Pháp tiếp tục triển khai 45.000 nhân viên an ninh trên khắp cả nước để ứng phó với các cuộc biểu tình. Trước đó, vào ngày 3 tháng 7, các thị trường Pháp đã kêu gọi chấm dứt các cuộc biểu tình bạo loạn, kéo dài và tăng nỗ lực khôi phục trật tự an ninh trên cả nước. Đêm 2 tháng 7, lực lượng chức năng nước này cũng ghi nhận số người biểu tình bị bắt giữ giảm mạnh so với đêm trước đó, chỉ khoảng 157 người. Biểu tình bạo loạn bùng phát kéo dài ở Pháp suốt một tuần sau vụ cảnh sát bắn một thiếu niên 17 tuổi được xác định tên Nahem vì không tuân thủ lệnh của cảnh sát khi tham gia giao thông. Biểu tình đã khiến cho Thủ tướng Elizabeth Bon tuyên bố hủy bỏ các sự kiện quy mô lớn trên toàn quốc. Tổng thống Emmanuel Macron cho biết ông đã có cuộc gặp với các thị trưởng của 220 thành phố chịu thiệt hại do các cuộc bạo loạn Nguồn tin quan chức cho biết, Tổng thống Pháp hy vọng sớm bắt đầu quá trình làm rõ vụ việc để tìm hiểu lý do sâu xa dẫn đến những sự kiện này. Việc tìm cách giải quyết vấn đề này đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Tổng thống Macron kể từ khi ông nhậm chức vào năm 2017. Nhà ngoại giao Trung Quốc nhắc nhở Nhật Hàn chớ thân Mỹ Nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc vừa thúc giục Nhật Bản và Hàn Quốc giữ sự tự chủ chiến lược với phương Tây, đồng thời hợp tác với Bắc Kinh để hồi sinh châu Á. Phát biểu của ông Vương Nghị được đưa ra trong bối cảnh Tokyo và Seoul đang xích lại gần hơn Mỹ và hàn gắn quan hệ với nhau dựa trên mối bận tâm chung về một Trung Quốc có ảnh hưởng ngày càng lớn và hành động ngày càng quyết liệt. Trong video được báo chí chính thống Trung Quốc đăng tải, ông Vương Nghị nói trước các vị khách Nhật Bản và Hàn Quốc tại diễn đàn ba bên ở thành phố Duyên Hải Thanh Đảo rằng Hầu hết người Mỹ và châu Âu không phân biệt được người Trung Quốc với người Nhật Bản và Hàn Quốc. Dù các bạn có nhuộm tóc vàng hay là nâng mũi thì các bạn không bao giờ trở thành người châu Âu hay là Mỹ. Các bạn không bao giờ trở thành người Tây được. Chúng ta cần biết nguồn gốc của mình, ông Vương Nghị nói. Ông Vương Nghị kêu gọi Nhật Bản và Hàn Quốc hợp tác với Trung Quốc để cùng nhau thịnh vượng, hồi sinh Đông Á, hồi sinh châu Á và mang lại lợi ích cho thế giới. Phát biểu của ông Vương Nghị được đưa ra tại diễn đàn hợp tác quốc tế ba bên. Một sự kiện thường niên của Bắc Kinh, Tokyo và Seoul từ năm 2011. Ngày 3 tháng 7, ông Vương Nghị có bài phát biểu tại phiên khai mạc diễn đàn nhằm gửi đi một tín hiệu rõ ràng về tiềm năng ba quốc gia trở thành một nhóm. Bộ ngoại giao Trung Quốc cho biết trong một thông cáo, ông Vương Nghị kêu gọi hai quốc gia láng giềng thúc đẩy các giá trị châu Á bao trùm, nuôi dưỡng tinh thần tự chủ chiến lược, gìn giữ đoàn kết và ổn định khu vực, ngăn chặn tư tưởng chiến tranh lạnh hồi sinh, không khuất phục trước những hành vi cưỡng ép, bắt nạt và bá quyền thông cáo cho biết số phận khu vực này chắc chắn nằm trong tay chúng ta ông vương nghị nói trong những năm gần đây chính quyền tổng thống mỹ joe biden đã gia tăng nỗ lực đoàn kết với đồng minh và các đối tác cùng chung tư tưởng để đối phó với ảnh hưởng ngày càng lớn của trung quốc ở thái bình dương hàn quốc và nhật bản là hai trong số những đồng minh quan trọng nhất của mỹ ở khu vực Hội nghị ba bên diễn ra trong bối cảnh bận tâm về Triều Tiên ngày càng lớn. Ba quốc gia triển khai tập trận chung trong năm nay để tăng cường phối hợp đối phó với mối đe dọa từ tên lửa của Triều Tiên. Trong phát biểu ám chỉ Mỹ, ông Vương Nghị cáo buộc một số cường quốc ngoài khu vực đang phóng đại những khác biệt về ý thức hệ để gieo rắc đối đầu và chia rẽ nhằm hưởng lợi về địa chính trị. Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin và Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hazashi phát biểu tại diễn đàn bằng hình thức ghi hình. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi đừng quên cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại